Thì hôm nay cái đề tài của các bạn thấy rõ ràng là mình đi vô thẳng ngay vấn đề là tăng cường hệ thống miễn dịch của mình quý vị ơi. Tại vì mình theo dõi tình trạng cái dịch cúm này rất là đều đặn mỗi ngày, có thể nói cả ngày mỗi ngày mình đọc chắc hơi nhiều thì giờ để đi theo dõi tình trạng này. Thì dạo sau này mình đọc nhiều tình trạng, sáng nào ngày nào cũng vậy mình theo dõi CDC là Center Control Disease, CDC là hệ thống quốc tế đó quý vị. Và cái người thứ hai mình theo dõi là Dr. Mercola, người thứ ba mình theo dõi dạo sau này là Dr. Vương Đức Vương, là một cái người giải phẫu gia về về hệ thống giảm béo đó. Thì vị này bây giờ cũng giống như mình, là lúc đầu mình cũng còn lơ là cái coronavirus, nhưng mà từ ngày bắt đầu ngày 11 tháng 10 tháng 3 đó, là khi mà CDC tuyên bố là dịch cúm này sẽ là pandemic, tức là sẽ là quốc tế, là mình bắt đầu mình giật mình. Và mình bắt đầu từ ngày hồi 11 tháng 3 cho tới bây giờ mình theo dõi tình trạng này rất là sát. Thì do đó mình đọc rất nhiều tài liệu, ngày nào mình cũng vô CDC mình đọc trước, rồi đọc những cái tình trạng quốc tế khác đầy đủ hết CNN. Rồi nhưng mà nói lại Khái, bây giờ đi cho thật ngắn á, với một cái phương diện khoa học gia như mình á, là mình theo dõi cái bỏ rất nhiều thì ít ít để mà coi hiện hôm nay chuyện gì xảy ra, bao nhiêu người chết, hay là cái tình trạng nó đi nhanh hay đi chậm, hoặc có giảm xuống không. Nhưng mà cái mình đọc, mình mỗi ngày mình đi vô mình tìm hiểu làm cách nào để ngăn ngừa bảo vệ cơ thể mình, và nếu mình để mình khỏi bị cái con cúm đó, con corona, gọi là COVID-19, COVID-19 quý vị nhá. Thì đây là những cái tin tức update nhất mà mình có, là từ hồi sáng này đó, lúc mà mình nghe tin tức của cái ông bác sĩ Đức Vương, cái đó là một cái vị giải phẫu là hiện tại ở Mỹ mà mình rất là coi như là mình nể phục, tại vì ông này là một người bác sĩ có tâm nhá. Thì cái tình mình viết rất là nhiều trang những cái gì ông đọc thì mình ngồi xuống mình viết, nhưng mà đại khái là như thế này quý vị. Cái tình trạng ngay sáng này ông cho biết là tình trạng cũng khá thê thảm, là cái thứ nhất đó là ông cho biết là hiện giờ đó là nước Ý đó là thê thảm nhất, và cái số người chết đến nỗi mà chôn không kịp nha. Rồi nhưng mà so sánh nước Ý với nước Mỹ mình về cái sự phòng, cái sự ready đó, sẵn sàng để mà phòng chống cái dịch cúm này đó là 2 tháng. Bác sĩ Đức Đức Phương nói là 2 tuần, nhưng hồi nãy mình mới vô mình đọc thêm một tài liệu khác của một cái hệ thống sức khỏe, hình như là cũng là CDC đó, thì mình đi sau tới 2 tháng rồi, mình đi sau nước Ý về cái sự phòng vệ để mà hỗ trợ để mà chữa cái bệnh này là mình đi sau tới 2 tháng. Nước Mỹ mình đó, có sợ hãi không quý vị? Thì từ cái sợ hãi đó mình phải 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 tìm hiểu bây giờ là mình phải làm sao để phòng vệ mình, không phải là mình phòng vệ mình nhưng mình phòng vệ gia đình mình trước, phải không ạ? Thì cái cách duy nhất đó quý vị, thì hồi sáng này bây giờ nói đưa con số để quý vị thấy thực sự là mình cũng cái dịch này là cái dịch không thể coi thường được nữa, mà là rất là đáng sợ nhá. Là tại vì bác sĩ Đức Vương nói rằng hồi sáng này lúc vào thứ bảy đó, là ở nước Mỹ mình đó, là đã có 18.000 cái vụ là bị nhiễm rồi. Thì với cái bác sĩ Đức Vương với là so sánh từ trong quá khứ, thì với cái đà tăng như thế này đó, thì ngày mai đó là Sunday đó, từ 18.000 sẽ nhảy vọt lên 25.000 người sẽ bị tại trong nước Mỹ. Ok, và cho tới ngày hôm nay đó đã có 280 người chết là lúc sáng này thôi, nhưng mà cho tới ngày mai đó ổng predict đó, ổng tiên đoán là sẽ có 420 người, là tại vì ổng làm theo cái những cái xác suất thống kê mà cái đà chết như vậy nhá. Và nước Ý đó hiện giờ là đã không còn đủ khả năng để chôn người đã chết rồi quý vị ha. Thì mà mình bị đi sau nước Ý tới 2 tháng thì quý vị nghĩ sao? Thì do đó bây giờ mình phải tìm đủ mọi cách để mình phòng chống sức khỏe của mình quý vị ha. Thì cái này là cái bác sĩ Đức Vương nói là thì bây giờ đó ở bên nước Ý đó là có nhiều bệnh viện và có nhiều giường cho bệnh nhân nằm hơn mình, mà trong khi mình đi sau nước Ý 2 tháng, và hiện giờ ở nước Mỹ mình đó, mỗi cái khả năng của nhà thương và bệnh viện đó, bác sĩ không đủ, thành phần healthcare worker là những người làm về y tế để lo cho mình cũng không đủ, và cái trong cái nhà thương đó thì mỗi 2.8, mỗi 1.000 người bệnh viện nhập nhà thương đó, thì chỉ có 2.8 cái giường thôi, tức là có 3 cái giường, nói cho rộng rãi đi. Mỗi 1.000 người bị bệnh mà đi vô nhà thương trên toàn nước Mỹ đó thì chỉ có 3 cái giường để nằm thôi. Thì quý vị nghĩ làm sao? Thì mình sẽ đặt mình bệnh nhân, nếu mình bị bệnh mình đi vô đó mình làm cho bác sĩ ở cái vị thế là phải phải là cái người quyết định là ai là người chữa trước, ai là người chữa sau nhá. Thì những thành phần trên 60 như mình là sẽ cho nằm đó chờ chết
tại vì họ quá tải, họ không có chữa mình đâu nha. Mà bây giờ hiện giờ đó, ở cái nước Mỹ này đó, con dịch cúm nó hoành hành theo cái kiểu khác ở bên China hay là bên Ý, là cái chỗ đó là theo cái thống kê là từ ngày bị cho tới bây giờ đó là trong bao nhiêu lâu thì bác sĩ đưa ra mấy tuần đó, 2 tuần thì phải, thì thấy rõ ràng là cái thành phần bị bệnh đó, cái thành phần bị dịch cúm đó, mà cao nhất đó là 56% là giữa khoảng 2 tuổi cho tới 45 tuổi quý vị, tức là thành phần trẻ. Thành ra nên nhớ là các quý vị mà trên 45 tuổi mà bị dịch cúm mà đi vô trong hệ thương là mình không có được đụng tới, là tại vì mình quá tải. Mỗi mỗi 2.5 cái giường mới có 1.000 bệnh nhân, chỉ có 2.5 cái giường để cho bệnh nhân nằm thôi. Quý vị nghĩ vậy nha. Thì rồi đó, như vậy thì bây giờ đó là cái lý do là tại vì ở nước Mỹ đó 40% con người chúng ta bị obese. Thì những người bị obese và những người có cái tiền sử bị stroke là những người bị dịch cúm trước. Rồi lẽ nhiên những người không phải là chỉ có những người lớn tuổi và trẻ con thì lại ít ít nhất ha. Thành ra những người lớn tuổi mà bây giờ là ít, ở nước Mỹ đó là ít hơn cái thành phần mà giữa 20 25 cho tới 45 mà bị. Ok. Và lý do là tại vì cái thành phần đó là cái thành phần ở tại nước Mỹ mình, kể cả người Việt Nam mình nữa, nghĩa là thành phần của công dân Mỹ thôi. Nên nhớ ông bác sĩ Đức Vương này là người Việt Nam. Thì tại vì thành phần đa số chúng ta ở Mỹ 40% là obese, là béo phì, là quá cân. Ông chỉ nói cũng cần béo phì nữa, chỉ cần quá cân thôi là cái nguy cơ bị dịch cúm cũng khá cao rồi nha. Thì do đó cái thành phần mà bị dịch cúm ở đây sẽ là giữa cái khoảng tuổi dưới 40 với 45, chứ không phải người già. Thì 80% đó, và ông nói tổng thể đó là 80% cái trong trong vòng từ đây cho tới ngày 15 tháng 5 á, là 80% chúng ta sẽ bị nhiễm cái virus. Nhưng mà cái tệ hại đó là những người khỏe, cái con virus này nó nằm ủ bệnh cho tới 14 ngày. Cho nên trong thời gian mình bị, người ta mình bị, mình đi lang thang, mình cái người bị chứ không phải là mình nha, cái người bị họ đi rồi mình đi, mình bị nhiễm từ họ. Thành ra cái người mà chưa có triệu chứng là cái người lây bệnh, chứ không phải là người có triệu chứng rồi mới lây bệnh. Lẽ dĩ nhiên, nhưng mà người chưa có triệu chứng mà mới lây bệnh. Không? Thành ra mà 80 chúng ta sẽ bị từ đây cho tới trong thời gian đó. Thì cái bệnh này nó nguy hiểm và nó đáng sợ tới như vậy quý vị nha. Rồi. Thì là ok, thì bây giờ đó ông nói rằng thì là từ đây cho tới ngày 1 tây tháng 4 đó ông đã tiên đoán trước, mà hôm qua là mấy ngày hôm qua là ông tiên đoán là mình đã thấy rồi, thì hôm nay nó đã xảy ra mà nó sẽ còn cao hơn cái ông tiên đoán nữa, nó còn đi nhanh hơn và nó nhiều hơn cái ông tiên đoán, cái đó là cái đáng sợ đó quý vị. Nhưng mà ông bác sĩ Đức Vương này cũng đã cho biết theo con số như vậy, ông làm cái con toán thì ông thấy rõ ràng cái vận tốc chết và vận tốc bị nhiễm như vậy á, thì khoảng tới ngày 1 tháng 4 đó là trong nước Mỹ sẽ có khoảng 200.000 người sẽ bị, và hai theo như cái xác suất hiện tại thì là 2% của 200.000 người đó sẽ bị chết, thì có nghĩa là 4.000 người chết từ đây cho tới đầu tháng 4, thì theo cái vận tốc mà xảy ra hiện như bây giờ quý vị. Thì nói tóm lại là mình nói tóm lại là cái đó là cái lý do mà hôm nay mình xuất hiện trở lại để mình nói cho quý vị biết là bây giờ mình ngồi đây, mình cái kiến thức hiện tại của mình tới ngày hôm nay, và mình đọc rất là nhiều tài liệu, mình đọc suốt ngày đêm, là mình chỉ đọc về COVID rồi, và mình rất là nhiều thì giờ mình sục sạo, mình tìm kiếm từ CDC, từ John Hopkins Medical School, rồi từ những cái tài liệu khác của các hồi sáng này, có một bác sĩ mới mà mình tìm ra ở trên mạng nữa, là ông này cũng chuyên, quên không biết tên ông xuống, nhưng mà từ từ bác sĩ, các bạn mà cứ nghe tên đi theo mình là sẽ biết tên của bác sĩ đó, là mình, ông rất là giỏi và ông cũng đang đi về 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 holistic medicine, tức là về dược thảo thiên nhiên. Thì ổng cũng, thì do đó những cái mình sắp sửa chia sẻ với quý vị á, là những cách gì để mà giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm, thì nói tóm lại đó, cái mình phải làm ngay bây giờ đó quý vị, là mình phải giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình khỏe, cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong nhà, ok, tránh tránh đám đông, tránh tiếp xúc với người, và mình gặp người nào tới gần gần mình gần hơn 6 feet là không được, cái thứ nhất. Rồi phải ở trong nhà, và mình phải chuẩn bị, mình phải làm được cái gì, tất cả những tài liệu mình đọc, mình họ nói có một điều thôi là làm khỏe hệ thống miễn nhiễm của mình, càng khỏe càng tốt. Cái đó là câu nói mà hồi sáng cái ông bác sĩ này ông đánh đánh chữ hoa luôn. Thì cái đó là cái mình chia sẻ với quý vị ở cái này nha. Thì bây giờ cái hệ thống miễn nhiễm mình đó, làm sao để giữ cho nó khỏe, và cái gì làm nó yếu đi quý vị. Thì hàng ngày mình bị oxy hóa mà, thành ra hệ thống miễn nhiễm mình sẽ bị suy sụp bởi cái sự oxy hóa nha. Thì chống lại cái sự oxy hóa của cơ thể hàng ngày của mình đó, thì mình cần là cần cái chất chống lại sự oxy hóa. Thì chất chống oxy hóa các bạn của mình ở đây là người nào cũng biết rồi, chất chống oxy hóa là nằm là cái là những cái hợp chất mạnh mẽ mà nó nằm ở trong rau củ, và nó giúp cho giữ cho cái hệ thống của mình một cách hoạt động mạnh mẽ. Thì đó là cái tại một cái quá trình mà tế bào tự nhiên trong cơ thể của mình đó ra chất thải, những cái chất thải đó thành hình cái gốc tự do,
và những cái gốc do cái phản ứng căng này nếu mà không trung hòa đó thì nó sẽ gây ra tổn thương cơ thể mình đến viêm, do đó virus vậy nó dẫn đến viêm phổi là vì vậy quý vị. Ok, thì bây giờ làm sao với cách ngăn mà tất đó lại nói là hệ thống miễn nhiễm khỏe. Thì cái thứ hai đó, đồng thời các bạn cũng biết rồi, sẽ bằng xà bông và nước và 20 phút, 20 phút mỗi lần rửa quý vị. Và mình đi đâu mà ra ngoài công cộng mình đừng có đụng cái sờ cái tay gì mà nó có, đừng sờ cửa, đừng sờ tả, tránh tiếp bất kỳ ai mà có cái triệu chứng ho hay là cảm lạnh. Và để làm khỏe ngay lập tức cái hệ thống miễn nhiễm của mình á, thì chỉ có với dinh dưỡng mà thôi. À, thì theo như tài liệu mình đọc ha, đây là những tài liệu mình đọc như hồi nãy giờ mình nói, những tài liệu đâu ra nhá, CDC, Dr. Mercola, và rất nhiều cái tài của các tài liệu của John Hopkins nữa nhá. Thì về cái phòng ngừa mà để cho chống lại cái sự, để giúp cho cái hệ thống chống lại cái con dịch cúm này nè, và là giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm mình mạnh đó, thì dinh dưỡng đóng một cái vai trò rất quan trọng. Và một số chất dinh dưỡng đến để tăng sự miễn dịch của mình đó, nó có khả năng chúng rút là thành phần là những cái thứ năng quý vị. Vitamin C là 1, vitamin D3 là 2, quercetin là 3, resveratrol là 4, probiotic là 5, và dầu dừa là 6. Hả? Thì cái này là chất mà mình collect được. Ok quý vị, thì bây giờ đó nói quý vị tại sao những chất này nó làm được như vậy, là các cái vitamin C đó là nó có hai chức năng giúp cho cái lợi ích sức khỏe của tế bào, và là tại vì nó là cái chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C thì quý vị ai cũng biết hết rồi, ai cũng nói điều đó, nhưng mà họ tưởng chỉ có vitamin C không là đủ, thật sự không đủ. Ok, là và cái thứ hai đó là vitamin C nó hoạt động như là một cái yếu tố hỗ trợ cho các quá trình mà giúp cho cái tế bào, của cái sự chuyển hóa tế bào và chống lại cái sự phá hoại của oxy hóa, thì cái đó là hai cái lợi ích của vitamin C. Còn cái tăng làm sao mình tăng cường cái vitamin D, vitamin D3 đó, thì là cái nghiên cứu cho thấy là cái bổ sung vitamin D làm cho giúp cho giảm 40% giảm cái nguy cơ về đường hô hấp và nhiễm trùng đường phổi. Ok quý vị, nhất là ở những người cao tuổi. Thì do đó tôi ở đây, tức là ông Dr. Mercola, ông nói rằng là khuyên mình nên tăng cường hệ thống miễn dịch khi tiếp xúc bằng cách là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ok, và nếu không có thì bắt buộc phải uống vitamin D3 đó quý vị ha. Rồi cái chất kế tiếp đó là quercetin, là nằm ở trong củ hành, nó có các loại hành á, hành tây, hành trắng, hành đỏ đó quý vị. Thì cái quercetin nó nằm ở trong đó, tiếng Anh đánh vần là quercetin. Thì cái quercetin này đó là nó đã được minh chứng là nó đã hỗ trợ được và so trong quá khứ rồi quý vị nhá. Và quercetin là một cái loại thuốc tiềm năng để mà hỗ trợ tất cả những cái nguy cơ về virus theo cái tờ tạp chí Biology của nước Mỹ quý vị nhá, cái của department của virus của nước Mỹ nha quý vị ha. Rồi cái chất kế tiếp mà hồi nãy mình nói đó là resveratrol, là nó nằm từ trong chiết xuất của hạt nho đó quý vị. Thì nó là một cái chất chống oxy hóa cũng rất là cực mạnh, là tại vì nó đã được minh chứng lâm sàng ức chế nhiễm, ức chế cái con MERS ở trong quá khứ đó, con MERS-CoV đó quý vị, đã được minh chứng lâm sàng rồi. Thì những cái chất mình vừa mới nói trên quý vị là nằm ở đâu? Nó nằm ở trong Lycat ở Việt Nam mình đó quý vị. Việt Nam và châu Âu mình có Lycat nhé, quý vị nhớ Việt Nam và châu Âu mình có Lycat. Lycat thì đầy đủ hết, Lycat là có C, có vitamin D, có quercetin, có resveratrol. Bốn chất đó nằm ở trong hộp Lycat. Nhưng mà ở đây trong nhà mình ở nước Mỹ thành ra mình có Lycat Nano. Quý vị biết là thành ra nói tóm lại chỉ cần có 2 đồng một ngày thôi. Bây giờ mình nói đây không phải là mình bán hàng, nhưng mà nó thực sự nó rất là thực tế, để các quý vị nào ô tốn tiền này kia kia nọ đừng nghĩ tới tiền. Mà đây là những sản phẩm cực kỳ cao quý, nếu mà nói về sản phẩm là những sản phẩm cực kỳ cao quý của Pharmanex mà hỗ trợ mình trong thời buổi nguy cơ này nha quý vị. Bên này thì mình có cái này, nhưng mà bên này mình cũng có Lycat nhá. Thì bây giờ mình tập trung vô Lycat, tại cái này là cao nhất giá trị của nó nhá. Thì nói về cái mình không có Lycat trong nhà, nhưng mà cái hộp nó giống như vậy, nó không có chữ nano. Ok, nó là Lycat. Ok, đây là cái chữ Lycat. Cả nước Việt Nam, cả châu Âu và cả nước Mỹ, cả Canada đều có cái sản phẩm Lycat, và giá trị chỉ có $2 một ngày.
tức là bên Việt Nam là cái hộp đó có 1,5 triệu thôi, thì bắt quý vị tính ra đi nha. Thì mình nói giá tiền để cho quý vị nào mà có quan tâm về tiền thì đừng lo lắng nữa, mà hãy dùng cái sản phẩm này, nó có đầy đủ bốn chất để hỗ trợ mình trong thời gian này phòng chống viêm khuyết tụy, vitamin C, D3, quercetin và resveratrol, tuyệt vời chưa quý vị? Thành ra mình rất mừng. Và bây giờ đó, nếu làm sao mình biết rằng hệ thống miễn nhiễm ngoài kia ai cũng nói, mình tất cả tài liệu mình đọc đều nói rằng hay là phải giữ cho hệ thống miễn nhiễm mình khỏe, thì nếu mình không có sản phẩm này thì mình ăn rau củ, mà mình ăn rau củ nhiều như thế nào và làm sao mình biết là hệ thống miễn nhiễm mình đang khỏe hay yếu? Thì cũng may mắn làm sao là mình đã cộng tác với công ty này, thì công ty này có cái dụng cụ này, nó gọi là Pharmanex, của công ty Pharmanex là gọi là bio device, tức là thiết bị sinh học. Và trong vòng 30 giây, quý vị nào mà liên hệ các bạn làm với công ty New Skin, New Skin, nếu bác bạn mà mới và người ta có thể có cái máy này, các bạn nhờ người ta đo cho mình. Và trong thời này mình biết rằng tất cả các bạn đồng làm của mình sẽ miễn phí nhé. Lẽ nhiên mình tính nói thôi, kệ bác sĩ đây, họ bác sĩ ở vùng DC mình ở là đo muốn là 47 đô, và có vị đo 30 đô, có vị đo 75 đô, bên Canada có vị đo 50 đô. Mình biết rồi, đồng đội mình bảo đi kiếm cái máy này để đo, họ tìm được ở trong một cái gym ở bên Canada thì bị tính là 50 đô. Bình thường đây là một sản phẩm rất là, đây là một cái thiết bị rất là tốt, mà trong vòng 30 giây cho mình được sức mạnh để biết mình đang ở đâu và duy nhất độc nhất thế giới quý vị nha. Ok, thì cái đó là cái tin tức mình cung cấp cho quý vị ở đây, để quý vị nào có thể làm được cho chính mình để biết thì để hỗ trợ cho mình. Tại vì cái này là mình nói là về gia đình và con cái mình, mà mình đâu có nói mình chết rồi thôi chứ, nhưng mà gia đình con cái mình ai săn sóc quý vị nha, nói vậy đi. Rồi bây giờ đó là cái sản phẩm trước mình đưa ra, nhưng mà ngoài ra những cái sau này mình đọc rất là hay, là có một cái tài liệu nào mình đọc á, mình giật mình luôn, mà thì biết mình khớp thì cái probiotic 80% hệ thống miễn nhiễm nó ở trong cái đường ruột của mình quý vị. Thành ra hệ thống miễn nhiễm khỏe, đường ruột khỏe thì hệ thống đường ruột sạch và khỏe thì hệ thống miễn nhiễm khỏe, phải không ạ? Thì cái probiotic này, nếu mà quý vị không thích dùng sản phẩm này á, quý vị ăn nhiều yogurt, yogurt mà dễ nhiên phải mua cái loại không đường và không mỡ thì ăn nhá. Ok, còn muốn tiện lợi chỉ cần một ngày nuốt một viên thì các bạn ăn này thì cũng rẻ lắm, không mắc tí nào cả, do công ty Pharmanex New Skin có, và cao cấp, không có bẩn, sạch nữa nhá. Và thì cái này nó là con vi trùng khỏe, nó là hỗ trợ cho con vi trùng khỏe của mình được khỏe, để mà hệ thống miễn nhiễm mình khỏe, đường ruột mình sạch, hệ thống miễn nhiễm khỏe, thì do đó nó hỗ trợ miễn nhiễm mình khỏe nha. Bây giờ mình nói suốt ngày mình làm đủ thứ để cho miễn nhiễm mình khỏe, để sắp sửa đón nhận trong vòng từ đây cho tới ngày 15 tháng 5 là kinh hoàng lắm quý vị nha, mình nói thẳng như vậy. Ok, thì cái đó là sản phẩm khác. Rồi đây là một cái nữa, cái này không liên hệ tới Pharmanex New Skin, nhưng mà cái này là cái mình cần có trong nhà, coconut oil. Coconut là một cái sản phẩm mà mình phải mua pure, tức là mình phải mua cái coconut oil mà ép lạnh mà nguyên chất organic, thì cái này mình mua ở Trader Joe giờ quảng cáo cho Trader Joe nha mà không lãnh lương. Ok, rồi thì cái này đó là lý do sao nó có tác dụng giúp cho hệ thống miễn nhiễm của mình khỏe quý vị. Tại vì trong coconut oil đó, nó có cái mà gọi là monolaurin, đánh vần là monolaurin, mình đánh vần tiếng Mỹ cho nó nhanh quý vị nha. Thì monolaurin là một trong những thành phần là phong phú, nó có sẵn trong sữa mẹ nữa, giúp cho trẻ giúp cho bảo vệ về trẻ sơ sinh để mà khỏi những cái thách thức về miễn dịch. Nhưng mà cơ thể của mình nó cũng tạo ra cái monolaurin khi mà mình tiêu thụ dầu dừa, không? Tại vì trong dầu dừa nó có cái axit lauric, ok? Thì khi mà mình dùng dầu dừa đó, thì cơ thể mình nó tạo ra từ cái dầu dừa, nó tạo ra cái chất monolaurin. Mà tại sao mình cần monolaurin quý vị? Là tại vì á, bây giờ nói về cái monolaurin nó làm gì để hỗ trợ mình nhé, là tại vì cái con virus cúm bây giờ đó, tên là con cái cô mà tên là COVID-19 á, thì nó là một cái loại virus mà nó có được cái cell đó, nó có cái chất bao bọc của nó, và có nghĩa là nó có cái viên cái nó là một cái loại viên nang béo, chất béo bao quanh nó. Thì cái con bì béo này đã giúp cho cái con virus này nó ẩn trong cái hệ ẩn ra khỏi để nó đi vô cái hệ miễn dịch của mình, và đó nó làm cho nó có khả năng xâm nhập vào trong cái tế bào của mình, và nó sao chép vật liệu di truyền, nó dùng cái tế bào của mình để nó dùng cái DNA của mình để nó sao chép cái vật liệu di truyền cho cái DNA của nó, và sau đó nó lại
tiếp tục sanh sản, sanh 2, sanh 4, sanh 14, 8, rồi sanh 16, rồi nó đi ra nó xâm nhập tế bào khác của mình. Ha? Thì cái monolaurin á, cái monolaurin ở trong cái corticoid này thì nó phản ứng tự nhiên thiên nhiên của nó đó, nó làm hòa tan hoặc là và nó phá vỡ được cái lớp vỏ bao bọc cái con virus này. Ok, và nó hoạt động bằng cách là nó ly giải cái tế bào của con virus và can thiệp vào cái giao tiếp tín hiệu trên cái màng của con virus để phá vỡ cái sự hình thành màng sinh học và ngăn chặn được cái sự gắn kết và lắp ráp của cái con vi khuẩn này vào tế bào của mình, quý vị. Và do cái đặc tính độc đáo này đó mà monolaurin đang được để ý tới để đưa vào là những cái bạn cái bằng chứng là về quản lý tự nhiên cho cái dịch cúm. Thì cái đó là cái dầu dừa thì mình nhập vô mình dùng, thì theo cái liều lượng đó quý vị, một ngày dùng từ lúc mình bắt đầu dùng thì mình dùng một muỗng cà phê, mình uống thẳng vô luôn, còn mình thì mình cho vô cà phê ha, một muỗng cà phê của cái dầu dừa này vô trong cái cà phê của mình uống, nhưng mà mình uống thẳng được thì càng tốt thôi, ông xã mình ông hút thẳng luôn à nhá. Thì bắt đầu thì mình dùng một muỗng cà phê một ngày, sau đó mình tăng lên một ngày 3 muỗng tùy theo cái đường ruột của mình, tại vì có những người đường ruột yếu ấy, uống vô sẽ bị tiêu chảy, nhưng mà không sao, tiếp tục dùng. Ngày hôm sau thì mình không bao giờ bị, nhưng mình biết là đồng đội mình có người bị rồi khi mình đề nghị họ dùng nhá. Thì theo như tài liệu này đó thì nói rằng thì là một muỗng rồi sau đó 2 muỗng rồi 3 muỗng cũng được. Mẹ ruột mình á là có một cái vị bác sĩ về dinh dưỡng học ở bên Việt Nam ở Đại học Y Dược á, lúc mẹ mình bắt đầu bị bệnh á thì bác sĩ cách đây 2017 bác sĩ đó cho mẹ mình uống một ngày một muỗng cà phê cái này, và mẹ mình cứ tiếp tục uống một muỗng cà phê cái này mỗi ngày từ bao nhiêu năm nay quý vị, và nó hỗ trợ cái đường ruột của mẹ mình, và nó hỗ trợ thì dầu dừa nó tốt tới như vậy nha quý vị. Thì đó là những chất mà tới ngày hôm nay kiến thức của mình có được để giúp hỗ trợ cái hệ thống miễn dịch của mình nha. Thì quý vị biết rồi, mình nói từ nãy giờ là nó đang xảy ra trên nước Mỹ và sẽ thê thảm cho tới nó sẽ pick up, ông bác sĩ Đức Vương nói nó sẽ pick up, tức là nó lên bột đỉnh từ đây cho tới trong vòng tuần tới là cũng thấy bắt đầu ghê rồi, và cho tới ngày 15 tháng 5 là nó sẽ pick out rồi sau đó mới đi xuống, thì phải cuối tháng 8 thì mới là xong, có thể xong là theo cái sự đoán của ổng thôi, và mình theo dõi ổng là tại vì những ngày trước ổng nói nó chính xác không, mà ổng chính xác là ổng chính xác, nhưng mà không ngờ nó xảy ra còn ghê hơn là cái ổng nói. Thành ra mình phải theo sát bác sĩ này, tại vì vị này bác sĩ thông minh và ổng đọc rồi thì mình không cần phải đọc lại, mình cứ nghe ổng nói rồi mình chia sẻ cho các bạn. Thì lẽ nhiên các bạn nào biết hiểu tiếng Anh, ông này nói tiếng Anh thì các bạn cứ lên theo, ngày mai ông lên nữa đó, mỗi ngày ông lên một lần, thì các bạn cứ đi theo dõi bác sĩ Đức Vương nhá, thì nghe được hẳn từ tiếng Anh, còn mình nói tiếng Việt là tại vì đa số đồng đội của mình làm nghề neo và không hiểu tiếng Anh, cho nên mình nghe rồi mình dịch lại ở đây cho các bạn. Rồi thì xin chào và các bạn nhé, ở trong nhà càng tránh xa loài người trong thời gian này càng tốt, mình giao du được rồi nhé. Là mỗi ngày giờ mình bận hơn mình biết việc mình bận hơn bình thường, là tại vì mình liên lạc lại các bạn cũ của mình và mình nói cái này thì mình làm việc rất nhiều trên mạng rất nhiều suốt ngày và bận hơn bình thường, buồn cười nhỉ. Ok rồi, buồn cười tức là đa số con người ta đó thì bị và đang suốt ngày ngồi không biết làm gì, nhưng mà mình thì bận suốt. Để như các bạn cùng làm cùng nghề với mình các bạn cũng bị như vậy mà mình biết hết, thì ok, thôi nói nhảm nữa nhé. Và mình có cái sẽ để mình sẽ thông tin các bạn sau nếu mình tìm được một bất cứ một cái gì. Bây giờ thì mình chủ yếu cho sức khỏe về cái miễn dịch của mình thôi, còn mình không sợ hãi. À, mình còn nhớ là có nghe những cái tài liệu nói về ngồi thiền và không nên để stress, không nên bị under stress như quý vị, tại vì stress nó làm hệ thống miễn dịch mình giảm. À, một cái nữa rất quan trọng, tập thể dục. Bây giờ bạn nào mà không bị đi làm ở nhà tập thể dục 1 tiếng 2 tiếng đi, mình từ sáng tới tối mình tập chắc 3 lần quý vị, mỗi lần khoảng 30 phút mình tập 3 lần. Và tại vì mình bị ngồi lâu á, mình ngồi làm việc computer đó, đặt hàng rồi tùm lum á, thành ra mình cũng tập đủ chừng một ngày từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi và mình rất thích. Ở trong trong 1 tiếng đó là 30 phút đi bộ, có cái phương pháp là đi bộ nhanh nhanh càng nhanh càng tốt theo cái vận tốc riêng một cái khỏe, nhưng cái vấn đề là cái thời gian mình đi liền từ 30 phút trước khi mình ngừng. Thì khi mình biết An Nguyễn có ra cái chỉ bộ 6 giờ, quý vị sáng 6 giờ đi bộ rồi đi 30 phút trước thì mình còn ở ngoài lạnh thì đi trong nhà. Ok rồi, thân chào và các bạn rất rất cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây, xin thân chào một lần nữa, bye bye.